Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh giải trí của shop em nha. Hôm nay thì em sẽ lên một chủ đề về da lộn, da nấm bớt cũng như là da cháy. Đây là một cái loại da có nét đẹp kiểu như phong trần đó cả nhà, bụi bặm một xíu, nhưng mà về cách xử lý vệ sinh của những cái đôi giày này thì nó phức tạp hơn so với những cái đôi giày da trơn, da hạt cả nhà ha. Thì hôm nay em sẽ vừa giới thiệu những đôi giày và vừa hướng dẫn cho cả nhà cách vệ sinh những cái đôi giày da lộn này ha. Rồi đầu tiên, cả nhà chuẩn bị cho em những món đồ chơi như sau. Những cái sản phẩm về chăm sóc đồ da của bên em á, tất cả đều từ Saphir của Pháp nha cả nhà. Saphir là một trong hai thương hiệu bán đồ vệ sinh chăm sóc da lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới nha. Chất lượng là tuyệt vời. Em chọn Saphir là cái sản phẩm để chăm sóc những cái món đồ hàng hiệu trước khi em bán cho cả nhà nha, cả nhà yên tâm. Rồi đầu tiên đó là một cái chai xịt dưỡng cả nhà nha. Xịt dưỡng, chai này thì khoảng 650k. Một cái chai giặt vệ sinh da lộn cả nhà ha. Đó, chai này thì còn mới nè, em chưa khui. Đó, thì chai này nó có thêm một cái bàn chải nữa nha. Một cái bàn chải đi kèm rồi. Rồi chai này thì khoảng 450k. 450k. Một bàn chải lông ngựa nha, hoặc lông heo rừng. Này khoảng 150k. Một cái bàn chải lõi đồng nha, lõi đồng là cả nhà. Mặt bên kia là lõi cao su. Cái này khoảng 350k. Đó, một cục gôm để tẩy những vết dơ trên da lộn cả nhà ha. Cái này khoảng 300k. Rồi đồ chơi như đó đủ rồi cả nhà. Chuẩn bị thêm cho em một cái hộp nhỏ nhỏ này để mình chiết cái nước từ cái chai này ra nha. Đó. Một ít nước suối. Một ít nước suối nữa. Cái chai này người ta hướng dẫn mình nhá, vệ sinh là bằng cách chiết ra một cái hũ nhỏ và mình dùng nguyên chất. Nhưng mà em thì em tiết kiệm chút xíu, em sẽ pha 50-50, có nghĩa là 50% của cái chai đó và 50% của chai này và 50% là nước lọc nha cả nhà. Rồi, bây giờ là tới những cái bước để vệ sinh đôi giày ha cả nhà ha. Đây là một cái đôi giày Gucci da lộn rất là đẹp, và em để nguyên si, nguyên bản dơ luôn này cả nhà. Rồi, bây giờ thì trước tiên mình muốn vệ sinh một cái đôi giày là mình dùng cái bàn chải này cả nhà nha. Mình chà sạch những cái vết bụi trước nha. Những cái bụi là những cái lớp bên ngoài nó dễ vệ sinh, mình dùng cái bàn chải này được rồi. Đó, sau khi dùng cái bàn chải này thì mình sẽ dùng cái bàn chải bằng đồng, mình cạ sạch những cái vết dơ cứng đầu, nó nằm ở những cái kẽ ha cả nhà. Đó, nó bám trong đó thì mình phải cạ vệ sinh thật kỹ. Và cả nhà nhớ nha, cái bàn chải này cả nhà chỉ được chà một chiều thôi nha, không có chà đi chà lại nha. Đó, nhớ lưu ý giùm em, chà một chiều thôi thì những cái vết dơ cứng đầu nó cũng sẽ đi bớt ha. Rồi. Và cái bàn chà này cũng làm cho cái lớp lông á cả nhà, cái lớp lông da lộ này này nó sẽ tơi hơn ha. Nó sẽ làm nhô lên cái lớp lông hơn. Rồi. Cho làm cho mình dễ vệ sinh hơn đó cả nhà ha. Rồi. Còn cái cục gôm này lát em sử dụng sau ha cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ chế 50-50 nha. Em bỏ một ít nước suối vào đây. Rồi. Đó, một chút xíu thôi cả nhà nha. Bằng một nắp thôi. Một nắp nước này. Và thêm một nắp cái này cả nhà ha. Mình làm tới đâu thì mình sẽ chế tới đó. Đó, chế nhiều quá mới công đổ, em bị đổ hoài. Mà một chai này tới 450k là đổ một lần á, xót xa lắm cả nhà ha. Rồi, sau khi mình đã có nước rồi ha, mình chà cho nó đều lên, pha trộn giữa nước và cái chai này ha. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình chà nha cả nhà.
mình giặt cái này. Đó, thì mình cứ chà thôi, mình chà trực tiếp lên trên cái lớp da lộn này, chà đi ha. Trong quá trình chà đó cả nhà, nó sẽ cái này thì mình chà tới chà lui được ha, không cần chà một chiều, nó sẽ lên những cái bọt dơ này cả nhà. Nếu mà nhiều á thì cả nhà có thể lấy cái khăn để cả nhà lau cái bọt dơ đó đi, còn không thì để đó luôn cũng được. Đó, nó dơ dơ nhiều thì cả nhà lấy một cái khăn nha, cả nhà lau nó đi cũng được, khăn lau đi cả nhà ha, để cho nó tránh bám bụi lại. Rồi, cái chất này thì cả nhà có thể dùng để giặt cái vải luôn nha. Những cái đôi giày bằng chất liệu bằng vải á, mình cũng giặt được luôn. Đó, mình thấm đi những cái lớp bọt để tránh cho nó dơ, nó bám dơ trở lại á cả nhà ha. Mình chịu khó mình chà cho nó kỹ thì nó sẽ ra được rất nhiều cái vết dơ nó bám ha. Rồi, em tạm để đây ha, chút xíu nữa nó khô khô một chút xíu rồi em nói tiếp. Rồi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu với cả nhà toàn bộ là giày về da lộn và da cháy thôi. Đôi đầu tiên giới thiệu với cả nhà là một cái mẫu giày Mocha, mẫu giày Mocha của nhà Salvatore Ferragamo. Mẫu này thì rất là đẹp, một mẫu giày da lộn, nó phối giữa màu này là màu cà phê ha, màu cà phê, và bên trên nó là một màu xanh, xanh rất là đẹp. Ở đây có một vết dơ nhỏ nhỏ ha, rồi chút xíu em xử lý nó luôn cho cả nhà. Đó, một cái mẫu giày Mocha này, một cái mẫu giày này nó phối khá là đẹp mắt, màu nâu, và phía sau gót con của nó này có chữ Ferragamo nha, và đặc biệt là cái đế của nó này, màu xanh navy nha cả nhà, màu xanh navy, và nó có hai cục màu trắng V-Fram rất là bền nha cả nhà, và có những cái gợn sóng là chống trượt cho cả nhà luôn. Cả nhà yên tâm, đôi này cực kỳ mới, chưa có mòn gì hết luôn, chưa mòn là bao nhiêu ha. Đó, đế của nó là Salvatore Ferragamo, và cái cấu trúc đế này là đế cao su mềm á cả nhà, đi nó thoải mái lắm, êm chân nha, được may hết rồi, được may xung quanh hết các viền rồi, mình yên tâm không sợ bong keo hở đế ha. Đó, một cái đôi giày rất là đẹp luôn. Đó, đôi này thì nó dơ ở đây thì nó dơ một chút xíu cả nhà, cả nhà có thể dùng cái cục gôm đó, cả nhà chà nó, chà trực tiếp vào trên cái vết dơ đó cả nhà ha, chà nó rộng rộng một chút xíu. Đó, đây đúng nghĩa là một cục gôm nha cả nhà, giống như gôm của học sinh vậy đó. Những cái vết dơ nào cả nhà thấy nó dơ á, cả nhà cứ gôm nó đi thì nó sẽ bay cái lớp da lộn bên ngoài. Đó, cả nhà thấy không? Vết dơ này và những cái vết xung quanh nó cũng nó bớt đi nhiều rồi ha. Và nếu mà mình muốn sạch sẽ hơn thì mình có thể giặt bằng cái chai hồi nãy rồi xử lý thêm nha. Đôi này thì có chữ Ferragamo ở hai bên hông nha cả nhà, hai bên hông ha. Đó, một cái đôi giày khá là đáng yêu. Em này có một cái nơ đằng trước nữa, nó chạy xung quanh cái gót này, cũng màu cà phê luôn, chạy xung quanh và nơ da này cả nhà. Đó, một cái mẫu giày rất là đáng yêu và nó phối cũng rất là nhã nhặn, và điều quan trọng là em nó còn rất là mới luôn. Cái lót của em nó bên trong là cả nhà, cái lót này cũng là một cái lót độc luôn. Lót này bên trong nó là một cái màu nó giống như cái này, và nó là da lộn nha cả nhà, không phải là da trơn những cái đôi mà như những cái đôi mà anh em mình đã từng thấy. Nó là một cái lớp da lộn, da lộn thì nó sẽ có cái độ mềm hơn nha. Đó, cả nhà thấy không? Một cái mẫu giày Mocha phối rất là đẹp luôn, tới từ nhà Ferragamo. Đó, em này thì size của nó là 42 năm ha, 42 năm, và mã chốt hàng là A92. Em bán đôi này giá 2 triệu 2 cho các anh chơi nè.
rất là đẹp luôn. Cối rất là cầu kỳ và đẹp mắt. Rồi, tiếp theo rồi tới cả nhà một cái mẫu giày tới từ thương hiệu Bottega. Em này thì mới tinh luôn. Em này phối da lộn màu xám trắng và em nó phối thêm một cái lớp da thật, da đan đặc trưng của thằng Bottega màu trắng cả nhà ha. Đó, màu trắng. Đôi này phối khá là độc ha cả nhà. Rất là độc, một cái mẫu giống như một cái mẫu giống như một cái đế, giống như đế của Subaru đó cả nhà. Form đôi này rất là rộng rãi và thoải mái nha. Lên chân khá là lịch sự, em nó tông màu trắng mà. Chuẩn như là bạch công tử luôn. Mới tinh nha cả nhà, đôi này mới tinh. Lớp da lộn còn rất là mới, em chưa có vệ sinh gì luôn, em để nguyên vậy luôn đó cả nhà. Đôi này cả nhà nè, thấy không? Đế dạng cao su, mềm êm. Bottega Veneta made in Italia, mới tinh nha. Đấy, và được may luôn nè. Cả nhà cũng yên tâm, không sợ là thở keo bông đế luôn. Rồi, lòng trong của em nó cũng cực kỳ mới luôn. Bottega Veneta made in Italia nè. Đấy, cực kỳ là mới và đẹp luôn nha. Mẫu này nè, cả nhà thấy không? Form của nó rất là cứng cáp và chuẩn luôn ha. Các anh lên chân đi thì rất là thoải mái và lịch sự. Đôi này các anh phối với kaki hay là quần short á, màu trắng, màu đen thì thôi rồi, đúng là thiệt. Hết bài, mới tinh nha cả nhà. Em này size 42 và mã số hàng là 82. Em bán đôi này giá 2,2 triệu thôi. Quá đẹp và mới luôn. Và form lịch sự cả nhà ha. Rồi, tiếp theo rồi tới các anh một cái mẫu giày tới từ nhà Ferragamo. Em này là một cái mẫu loafer đời mới cả nhà ha. Đó, em này màu da lộn của nó là màu xanh navy cả nhà ha. Màu xanh navy và em nó có một cái tắc, cái tắc kim loại Ferragamo hợp kim đó, cả nhà ha. Rất là sáng bóng, kiểu logo này là kiểu đời mới nha. Và cái kiểu đế của nó cũng vậy nè. Cả nhà thấy không? Đế đời mới nó sẽ có giống như vậy. Salvatore Ferragamo made in Italia. Và đôi này còn rất là mới luôn, đế nè. Cả nhà thấy không? Trời ơi cái đế nè. Em không, em chưa có vệ sinh thôi ha. Tại vì cái đế đó mình cũng không quan trọng lắm. Salvatore nè, cả nhà nhìn cái độ mòn của nó là cả nhà biết được cái độ mới của nó ha. Size 7 ha, size 7. Đó, những cái em da lộn đó cả nhà thì nó có cái nét đẹp phong trần nha. Và cái nó, cái màu của nó đó cả nhà, nó sẽ không có đều mãi được đâu cả nhà ha. Nó sẽ có những chỗ đậm, chỗ trắng, chỗ ấy như vậy. Và thậm chí là chỉ cần một cái vết chà chà nhẹ thôi, va chạm nhẹ thôi là cái màu sắc của em nó cũng đã khác rồi. Đó, nên là chơi những cái đôi giày da lộn thì mình phải hiểu được cái đặc tính của nó nha. Đừng có đòi hỏi một cái đôi giày mà nó đồng màu hết thì không có đâu. Đó, nó sẽ có những cái chỗ trắng, chỗ nhạt, chỗ như thế này thế kia. Đó, thì cái đôi này á, em chưa có vệ sinh. Đôi này á, là mình có thể mình dưỡng cho em nó thôi. Mình dưỡng để lấy lại cái màu sắc cho em nó thôi. Tại vì đôi này nó còn rất là mới mà. Rồi, nếu mà anh em nào mà muốn dưỡng thì mình dùng cái chai này nha. Chai này là chuyên dưỡng cho da lộn nè, da nước bớt nè, đó, da sáp nè. Thì chai này trước khi mình sử dụng á, mình lắc đều nó lên nha cả nhà. Mình lắc đều nó lên. Rồi, sau đó thì mình sẽ xịt lên cái bề mặt của đôi giày. Đây là đôi giày trước khi em xịt nha cả nhà. Và mình xịt em nó, mình để khoảng cách cách xa khoảng 10-15cm ha. Mình xịt. Mình xịt như vậy đó cả nhà, giống như xịt sơn vậy đó. Rồi, cả nhà thấy không? Rồi, sau khi xịt thì mình sẽ để cho em nó khô tự nhiên nha. Để cho em nó khô tự nhiên khoảng 4-5 tiếng ha. Rồi em để đôi này ra, chút xíu nữa mình sẽ xem thành quả nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu với cả nhà một cái đôi giày, một cái đôi giày tới từ thương hiệu Bali cả nhà ha. Tới từ thương hiệu Bali. Chai này mắc quá, không có dám xịt nhiều đâu nha cả nhà. 650k lận. Em xịt cũng tiết kiệm thôi. Đây, đôi này là một cái đôi giày Sneaker tới từ nhà Bali. Phối phải nói là
màu sắc rất là độc lạ ha. Màu màu này là màu màu gì đây ta? Màu xanh nõn chuối nè cả nhà. Màu này giống như cái màu màu nâu ha. Em cũng tự dưng cái em không biết là gọi nó màu gì luôn ha. Nhưng mà một cái đôi giày nó phối khá là đẹp. Ở đây bên hông có chữ Bali này. Trên một cái nền vải hai bên, sọc hai bên ha. Màu trắng màu đen đặc trưng, nó là màu đỏ đen trắng đen cả nhà ha. Và đó là cái tông màu đặc trưng của nhà Bali rồi. Đó, lưỡi gà của nó cũng có chữ Bali Switzerland này. Một miếng da đẹp quá trời luôn cả nhà. Một cái mẫu giày của nó là độc lạ. Một cái phong cách bụi nhưng mà không thể thiếu cái độc đáo của nhà Bali ha. Đó, gót của nó nè, màu nâu đậm nha. Và chữ Bali ở đây là nó phối da thật ha, hai bên gót da thật. Đẹp ơi là đẹp luôn. Một cái mẫu phải nói là khá là độc của nhà Bali. Đôi này lên chân thì cũng khá là nổi các anh. Quen của nó cũng có chữ Bali ở đây đấy, quá đẹp ha. Và cái đế này, trời ơi nó mới tinh luôn nha. Đế của nó cả nhà coi nè, chưa mòn gì bao nhiêu hết, và có rất nhiều những cái vân chống trượt nha, ngược chiều nhau nha mình nè, cả nhà thấy không, cái xuôi cái ngược này. Và bên dưới này có dập logo Bali Switzerland, phải nói là mới tinh luôn cả nhà, có thể cảm nhận được ha. Ở trên đây thì nó may luôn cái viền bên trên này, mình không sợ nó rớt nữa. Rồi cái gót và cái lót của nó là cả nhà Bali nè. Trời ơi cái lót bằng da xịn sò êm ái cực kỳ luôn. Cái gót thì mới tinh nha, chưa có đi thì nhiều hết. Đó, một cái form giày cổ thấp quá đẹp luôn cả nhà. Đi lên chân thì rất là dễ dàng dễ mang. Đôi này quá độc và đẹp luôn. Em Bali này size của nó là size 41 nè, và mã chốt hàng là A90. Em bán đôi này giá 2,1 triệu nha. Quá đẹp và rẻ cho một đôi Bali mới tinh, có cái màu cực đậm. Rồi tới cả nhà một cái đôi giày loafer màu đen tới từ nhà Tod nè cả nhà. Đôi này cái lớp lông của nó rất là đẹp luôn, mịn màng luôn nha cả nhà, màu đen. Một cái đôi loafer có cái tông màu đen cũng rất là dễ phối đồ. Và em này thì cái màu đen của nó cảm giác như là nó đen tuyền luôn ha, sờ rất là phê. Logo của hãng ở đây nè cả nhà, đó logo của hãng, sờ rất là sướng nha cả nhà. Một cái mẫu giày loafer rất chất lượng tới từ nhà Tod. Đó, đây Tod nè cả nhà. Và em này sở hữu cái bộ đế này cực kỳ mới ha, và nó được may luôn nè, nó may nè, trời đất ơi rất chắc chắn luôn. Và được dán chống trượt phía trước luôn rồi cả nhà nha, được dán luôn rồi cả nhà, chỉ việc mang thôi. Đó, lót trong của em nó nè, mới tinh nha, Tod made in Italia gót nè. Cả nhà có thể thấy được cái mới cho em nó, một cái lát giày khá là đẹp và hiện đại cả nhà ha, khá đẹp và hiện đại. Đây, màu đen mới tinh nha. Đôi này thì size 40 này, và mã chốt hàng là A93. Em bán đôi này giá 1,6 triệu thôi, 1,6 triệu này, màu đen này cả nhà. Bạn nào thích như vậy thì nhắn cho em. Rồi tiếp theo gửi tới cả nhà một cái đôi giày Mocha tới từ nhà Bottega cả nhà ha. Đó, em này thì màu xanh navy cả nhà nha, màu xanh navy nha. Nhưng mà đó cả nhà thấy không, sau một thời gian sử dụng thì em nó có cái tông màu như vậy đó, trắng đen chỗ đậm chỗ nhạt các kiểu. Đó thì cái này là đặc trưng của da lộn rồi, mình không thể nào mình xử lý được đâu cả nhà ha, chỉ có cách làm lại màu thôi hoặc là để như vậy đi luôn. Bottega made in Italia mới tinh nè cả nhà thấy không, nó mới tinh nhưng mà cái màu của nó
vẫn phải chịu cảnh phôi pha theo thời gian ha. Đấy, em này có một cái lắc chuông phía trước này. Đấy, một cái lắc bằng da nha, nhỏ nhỏ nó chạy xung quanh cái viền đôi giày này. Rất là đẹp, da đan đặc trưng của nhà Bottega này. Màu xanh navy rất là đẹp. Đôi này thì mình dùng cái chai dưỡng là được là cả nhà ha. Đó, mình lắc đều lên. Mình lắc đều lên mình xịt để cho nó em nó lấy lại cái độ mịn màng nha. Xịt giống như sơn vậy cả nhà ha. Rồi. Đó, sau khi xịt thì cả nhà thấy cái dưỡng chất của em nó đã được tốt hơn rồi ha. Chỗ này em không xịt. Em xịt luôn này. Xịt nhẹ tay thôi cả nhà nha. 650k là xịt quá tay thì hơi bị mệt. Đó, cả nhà thấy không? Em nó đã phần nào lấy lại được cái dưỡng chất rồi ha. Nhưng mà rồi để đó đi, em để đây ha. Rồi tiếp theo là một cái đôi giày cổ thấp tới từ nhà LV ha. Đôi này thì bằng da cháy cả nhà ơi, bằng da cháy màu nâu đậm này, màu nâu đậm. Em này là một trong những cái bản hiếm của LV cổ thấp. Em này chỉ có 3 lỗ thôi, rất là dễ mang luôn nha. À, mũi của em nó có họa tiết LV nè cả nhà. Em này da cháy nha, không phải da lộn cả nhà. Đó thì cái mũi của nó rất là đáng yêu luôn. Da cháy thì nhìn nó vậy đó nha cả nhà. Đó, cái chữ LV nè. Không phải là em này cũ đâu, mà ngược lại em này mới tinh luôn đó cả nhà. Đó, da của nó thì như vậy, nên là mình phải chịu. Và điều quan trọng là phía sau gót của nó nè, có một cái zip để cho mình dễ tháo ra tháo vào ha. Đó, mà trên cái zip đó có chữ LV, hợp kim sáng bóng có chữ LV đầy quyền lực ha. Bên hông cũng vậy này, LV sáng bóng luôn, đẹp quá, đẹp luôn cả nhà. Đó, đó cả nhà thấy không? Mới tinh nha, LV mới tinh cổ thấp. Và em này đây cả nhà nhìn cái đế này, em nói mới là mới nha, chưa mòn gì bao nhiêu hết nè. Cả nhà em muốn biết một đôi giày nó mới hay cũ, cả nhà nhìn cái gót và cái lót cho em, đi nhiều hay đi ít thì nó mòn nhiều hoặc là mòn ít, nó nằm ở đây mình không thể nào giấu được. Rồi cái đế này thấy chưa, đế LV bằng cao su của nhà nha, và nó được may hết rồi nè. Đó, nó may hết trơn rồi, cả nhà cứ yên tâm đi thôi ha, rất là mới luôn. Cái lót bên trong của nó là jean nè, Louis Vuitton Paris nè. Đó. Em này size 6 nè cả nhà ha. Size 6 nè. Đó. Da bên trong à, quá chất lượng luôn ha. Mềm êm, ôm chân lắm. Made in Italia nha. Made in Italia nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Đôi này size của em là size 6 là 40 á. Và mã chốt hàng là A85, em bán đôi này giá 2,2 triệu ha. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Anh nào thích một mẫu cổ lần tới từ nhà LV, giá này là em bao luôn, quá rẻ rồi. Rồi tiếp theo giới thiệu với cả nhà một cái mẫu giày Mocha có màu tím mộng mơ. Màu tím mộng mơ cả nhà ơi, da lộn nè, và em nó cũng còn rất là mới. Em nó tới từ thương hiệu Giorgio Armani ha. Đó, Giorgio Armani, màu tím mộng mơ. Cái đế của nó chưa mòn gì nhiều ha. Giorgio Armani. Đấy. Một cái màu rất là độc và lạ luôn. Đế của em nó được may luôn nha. Đế được may hết rồi. Cả nhà cứ yên tâm thôi. Những cái loại đế da khâu thì rất là chắc chắn rồi. Màu tím mộng mơ ha. Đấy. Rất là đẹp luôn. Giorgio Armani cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý nhé. Em này có cái tên đế bằng da này, Giorgio Armani và made in Italia. Lòng trong rất là ok luôn. Quá đẹp cả nhà ha. Một cái mẫu Mocha lên chân, cái đó là rất là chất lượng luôn. Chất lượng.
độc nó trước cả nhà, cái màu phải nói là quá độc. Đôi này size 42 và máy chốt hàng là A84, em bán đôi này giá 1,1 triệu nha. Đó, phía sau à, Rolls Royce Armani nè, nhà thấy không? Màu tím mộng mơ, quá đẹp. Rồi gọi tới cả nhà một siêu phẩm, haha, một đôi giày tới từ một cái thương hiệu nằm trong top 5 những thương hiệu nổi tiếng làm giày thế giới nha. Nhưng mà mời cả nhà ngắm nhìn cái da, làn da của nó trước đi. Đôi này thì em đã vệ sinh và dưỡng đầy đủ rồi, cả nhà cảm nhận được cái da lộn của nó này, màu nâu, màu nâu đất, rất là đẹp luôn. Cái mũi của nó cũng là một cái mũi rất là hiện đại, đáng yêu ha, nhọn nhọn, tròn tròn. Đó, một cái làn da phải nói là cực kỳ là đẹp, da lộn rất là đẹp luôn. Em này lên chân thì quá đẹp, đơn giản là cái form giày này, cả nhà thấy không? Cái lát giày phải nói là quá đẹp luôn. Đó, ở trên này nó có cái màu hơi sáng sáng một tí xíu ha, nhưng mà đó em đã nói với cả nhà rồi thì da lộn nó là như thế, không thể đồng màu hết được. Đôi này tới từ thương hiệu Rocket & Son của Anh nha cả nhà, Made in England. Hình như từ đó trước tới giờ em mới có một đôi Rocket & Son để giới thiệu với cả nhà thôi ha. Đôi này rất là chất lượng, đế của nó bằng da và lớp cao su phía dưới nhá, chưa mòn gì nhiều nữa cả nhà, và được may hết rồi, may từ dưới ra sau rồi này. Quá đẹp, chất lượng rồi. Đây, lòng trong của em nó này, Rocket & Son này, da quá chất lượng luôn. Những cái mẫu này trước đây bán rất là chạy luôn, sau này thì nó rất là hiếm. Đó, Made in England nè cả nhà, thấy không? Quá trời đẹp và chất lượng luôn. Một cái mẫu giày từng được rất nhiều anh em săn đón. Hôm nay thì em mới có được một đôi để giới thiệu với cả nhà về cái thương hiệu này, Rocket & Son. Chất lượng không rồi nhé, đôi này cầm trên tay rất là nặng nha. Size của nó là 42 và mã chốt hàng là A86. Đôi này em bán giá 2,9 triệu nha, 2,9 triệu nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là một cái mẫu giày Mocha tới từ nhà Samvetor. Em này thì em chưa vệ sinh luôn, em để cái màu của nó loang loang rồi đó. Em này màu nó lên một cái màu khá là hay, màu nâu đỏ này, màu nâu nhạt này, là nhà thấy không? Một cái mẫu giày Mocha đời mới của nhà Samvetor nha. Đây là cái logo đời mới này, chữ SF này, đời mới đó. Nhưng mà da lộn thì nó dễ bị ảnh hưởng màu sắc như vậy cả nhà ha. Đó, em chưa vệ sinh luôn nha, dơ vết dơ này, vết dơ vẫn còn y nguyên luôn. Và những cái tông màu á em cũng chưa xử lý luôn. Cái mũi này hai chiếc em để nguyên luôn, cái đế cũng vậy nha, em chưa có làm gì đối với cái đôi giày này hết. Samvetor này, Made in Italia. Cái lót của em nó này cực kỳ êm, form em này rất là đẹp luôn. Anh nào thích một cái phong cách của bụi á thì giữ nguyên như vậy đi luôn cho em. Đôi này size 40 và máy chốt hàng là A89, em bán đôi này giá 1,8 triệu thôi. Còn anh nào mà thích vệ sinh thì em vệ sinh, nhưng mà em khuyên là lên để như vậy đi cả nhà. Những cái đôi giày nó lên nước rất là đẹp, mình cứ để mình đi đừng vệ sinh làm gì. Rồi, tiếp tục là một cái mẫu giày Loafer tới từ nhà Tom Ford. Đôi này cũng có màu tím mộng mơ, em cũng mới giới thiệu cho cả nhà về cái đôi này rồi cách đây mấy video, mà hôm nay trong cái series về những cái đôi giày da lộn thì em lên lại nha. Tom Ford là một trong những thương hiệu đình đám nổi tiếng rồi, những cái đôi giày của nhà Tom Ford phải trên 1,000 đô cả nhà nha. Và điều quan trọng là em nó rất ít đụng hàng, từ màu sắc cho tới form dáng. Đó, cả nhà thấy không? Và một cái nơ bằng da vắt ngang qua ở giữa, đặc trưng của thằng Tom Ford, không đụng hàng ha. Đế của nó này hai mảnh, mảnh trước và mảnh sau, ở giữa thì có chữ Tom Ford, một cái cấu trúc đế không phải hãng giày nào cũng làm được đâu cả nhà nha.
ở giữa nó không có cái gì để nó đỡ đó, nhưng mà người ta làm sao em không biết, mà cái đôi giày của nó, cái form của nó là cứng ngắc luôn. Em này thì mới tin rồi, em giới thiệu rồi, lót này, chà, mới lắm, made in Italia ha, made in Italia. Và cái da của nó đó, ôm chân nó fit chân nó sướng lắm luôn á nha cả nhà, về lắm. Và em này thì size của nó là size 42 và mã chốt hàng là A19. Em bán đôi này giá 3.900.000 nha. Anh nào làm trong giới showbiz chơi đôi này cho em, quá đẹp. Rồi tiếp theo là một cái đôi giày Mocha của nhà Sanvator nữa. Đôi này thì nó phối cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Một cái làn da này, một cái làn da nâu sáng. Đó, và một cái miếng da vắt ngang ba xanh nâu đỏ nhã nhặn cực kỳ luôn. Và cái form dáng của nó rất là đẹp. Ở đây có chữ Sanvator Ferragamo đầy quyền lực nha. Một cái miếng da màu nâu nữa, nó vắt dọc xung quanh cái đôi cái gót của đôi giày nha. Đó, đôi này cái da của nó da lộn này, lớp da lộn rất là đẹp, mịn màng và em sờ rất là sướng luôn. Đôi này là một trong những cái dòng Mocha đời mới của hãng, rất là đẹp. Da này cả nhà thấy không, da lộn phê. Và cái đế của nó này, đế cấu trúc đế của nó là đế cao su và gồm nhiều cái miếng nhỏ nhỏ nha, rất là êm và chống trượt rất là tốt, chống trượt cực kỳ tốt luôn. Em nó được may luôn rồi ha, may ngang, may dọc, may chéo, may trồng lưng. Đi vô đi, đi vô đi em. Phía sau gót của nó này, phía sau rất là ấn tượng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu như em cứ coi tự nhiên đi, em coi tự nhiên đi. Một cái mẫu giày rất là đẹp. Wow, cái lót của nó này nhìn thấy phê ha, phê hơn so với những cái lót khác của nhà Ferragamo. Một cái miếng da, một cái miếng da thôi có khắc chữ Ferragamo, da rất là êm nha cả nhà, thực sự là cầm trên tay rất là êm và phê ha. Đấy cả nhà thấy không, một cái mẫu Mocha như thế này mà các anh không chơi thì rất là phí nha, mới tinh nha, khá là nhã nhặn. Đôi này size 42 luôn và mã chốt hàng là A91. Em bán đôi này giá 2.900.000. Đây là cái mẫu này, rồi cuối cùng rồi tới cả nhà một cái mẫu giày Mocha của nhà Gucci, da lộn nhưng mà cái da lộn của nó kỳ lắm cả nhà ơi, da lộn mà màu đỏ nguyên con, nhìn rực rỡ ha, quá rực rỡ và ấn tượng từ xa luôn, không cần phải nói nhiều hết, quá ấn tượng cái màu của em nó rồi. Em này da lộn. Đôi này thì em đã vệ sinh sạch sẽ và dưỡng rồi, cả nhà thấy cũng rất là đẹp trai ha, rất là đẹp trai luôn. Em này là dòng có khóa Hobbit màu trắng nha. Đó, và dưới của em nó có một cái lớp vải này, tông màu chủ đạo của nhà Gucci, xanh navy đỏ ha, bắt ngang qua rất là độc và đẹp. Và điều quan trọng là em nó mới tinh luôn nha. Đó, gai đinh này, chưa mòn gì nhiều. Gucci Italia. Là cái đế của nó nè, được may hết rồi ha. Những cái bộ đế gai như thế này rất là êm ha, thuận lợi cho các anh nào mà chạy xe hơi các kiểu đường trường. Đó, cái lót làm nó nè, Gucci made in Italia, còn tem luôn nha, còn tem luôn đó, rất là đẹp, mềm nha, rất là mềm và êm, form rất là độc. Đấy, đôi này thì size dễ thương, size 39 và mã chốt hàng là A14. Em bán 3.800.000 nha. Size 5 là 39 nha cả nhà, size chuẩn 39 nha. Đấy. Quá đẹp ha, mới tinh nha, cam kết với cả nhà là mới tinh. Đó thì những con da lộn nó sẽ màu nó như vậy nha cả nhà. Rồi bây giờ mình coi kết quả của hai em sau khi mình xử lý nha. Đó, em này thì sau khi xịt xong á, màu của em cái chiếc bên trái là mình xử lý nè, chiếc bên phải mình chưa xử lý nè cả nhà. Đó thì nó sẽ có dưỡng chất hơn ha, màu sắc nó đậm hơn cả nhà thấy không.
và sau khi mình xịt dưỡng rồi á thì mình có thể dùng cái bàn chải này nè đó để mình vệ sinh lại một lần nữa cho bay những cái lớp bụi đi và lấy lại những cái lông à, khơi lại những cái lông mà những cái lông da lộn này cả nhà cho em nó đẹp trai hơn đó, ok hơn cả nhà ha. Rồi đây là chiếc Samator, chiếc Gucci cả nhà ha. Sau khi mình giặt nè, nó đang khô thôi, nó chưa khô hẳn nhưng mà mình nhìn thấy cái vết dơ trên hai đôi giày nó cũng đã sạch khác nhau rồi ha. À, thấy không? Cũng rất là ok đây ha, đẹp trai hơn rồi. Và tôi bật tay ga, bật tay ga cái này hồi nãy anh em mình đã xịt dưỡng này ha, da nó đều hơn, nó lấy lại được một phần cái màu sắc màu xanh navy đậm của nó nè. Đôi này thì chưa ha, nó vẫn còn bay bạc đó. Rồi đó, các anh đã thấy cái hiệu quả của sử dụng các cái loại hóa chất rồi ha. Hy vọng là video ngày hôm nay thì em giới thiệu được cho cả nhà cách dưỡng da, vệ sinh da và kèm theo đó là một vài đôi giày. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo.